Kết hợp giữa võ thuật cổ truyền dân tộc và môn phái thiếu lâm, để thành lập ra môn phái thiếu lâm Huyền Long Sơn, võ sư Nguyễn Đức Phúc không chỉ muốn truyền dạy cho thế hệ trẻ về võ thuật, mà qua đó ông còn muốn rèn giũa về tinh thần, giúp các em trưởng thành trong suy nghĩ cũng như phát triển về nhân cách. Là người có đam mê võ học, võ sư Nguyễn Đức Phúc được tiếp cận với nhiều môn phái khác nhau. Ngay từ nhỏ, ông được tiếp cận với kiếm thuật của thiếu lâm. Với các cơ duyên của mình, ông được truyền dạy võ lâm dân tộc từ các bậc tiền nhân tại Ninh Bình. Ngoài ra, võ sư Nguyễn Đức Phúc còn được tiếp cận với môn võ thiếu lâm Sơn Đông bằng việc tiếp xúc với 18 loại binh khí. Với tư chất võ học của mình, ông đã lập nên võ đường Huyền Long Sơn và sau này phát triển thành môn phái thiếu lâm Huyền Long Sơn. Với ông, luyện võ không chỉ là luyện sức khỏe mà còn là luyện tâm. Tận cùng của võ thì vẫn phải là trí tuệ, dùng trí tuệ để phán đoán cái tình huống, dùng trí tuệ để rèn luyện con người của một võ sĩ, một võ sư. Cái gốc của võ chính là đạo, đạo là cái tình yêu môn phái, lòng trung thành môn phái và cái nhân cách của người luyện võ đối với xã hội và cuộc sống, để làm cho cái cuộc sống này, cái xã hội này là thêm có ích và hiểu rộng hơn, đó là cái tinh thần vì tổ quốc, vì đất nước, vì quê hương. Người xưa có nói, tập võ chuộng đức không chuộng sức. Sức tuy đã thương người nhưng chưa chắc đã tâm phục, còn có đức tuy lực kém mà mọi người tâm phục khẩu phục. Thấm nhuần triết lý võ học của các bậc tiền nhân, võ sư Nguyễn Đức Phúc cho rằng dạy võ là rèn người, và chỉ những người có đủ nhân cách, có thể rèn giũa thì mới nên học võ. Ngày xưa thì sư phụ tôi thì nhận học trò, thì sư phụ tôi phải xem tướng của các học trò đến, xem là những ai có đủ cái lòng trung thành, rồi là có cái tướng về hậu vận thế nào, về cái quá trình hiếu đạo về nào thì sư phụ tôi mới nhận. Các sư phụ mới nhận tôi và các anh em. Nhưng mà bây giờ thì với sự phát triển của xã hội thì chúng tôi nhận học trò theo cái khuôn khổ được gia đình của các em bảo lãnh cho các em học tập. Có một số bạn thì hơi nghịch ngợm một chút, chúng tôi thấy có thể rèn luyện được, có thể tiếp sửa chữa được nhân cách và có thể phát huy được cái khả năng tiềm ẩn của võ học, chúng tôi sẽ nhận các em. Chính sự lựa chọn và rèn giũa nghiêm ngặt nên trong 20 năm hình thành và phát triển môn phái thiếu lâm Huyền Long Sơn, võ sư Nguyễn Đức Phúc đã truyền dạy cho khoảng 10.000 võ sinh đều trở thành những con người có ích cho môn phái, cho xã hội. Cái việc dạy hướng đạo và hướng về cái nhân cách và rèn nhân cách ngay từ bé và ngay từ khi bước vào môn phái là điều rất quan trọng, và bất kể một huấn luyện viên, một võ sư nào đều phải làm việc đó. Bởi vì các em khi vào, các em phải chút bỏ tất cả những cái nghịch ngợm, rồi là tất cả những cái điều mà các em trước khi làm là đều phải có suy nghĩ đúng để hành động cho đúng. Cộng với quá trình uốn nắn thông qua cái việc lao động võ học thì các em sẽ nhận ra cái giá trị của sức lao động, giá trị của sự lao động mà các em ấy trưởng thành qua từng ngày từng tháng. Đặc biệt chúng tôi có cho các em học các khóa thiền, các khóa học khí công và được giảng về đạo lý làm người, đạo lý của môn phái, và các em ấy được học các tôn chỉ của môn phái, dần dần các em cũng có thay đổi và cũng tiến bộ. Cũng là trong một lần trung thu là em cũng đi chơi và được nhìn thấy thầy dạy võ hay nên em đi học ạ. Em thấy em thay đổi khá là nhiều. Ngày trước là em học hành cũng kiểu như chảnh máng, người cũng yếu với cả hay ham chơi, thì theo học môn võ thì thầy cũng dạy đạo, dạy triết lý cho em. Thì em bây giờ em thấy em cảm thấy là người khỏe lên với cả học hành chăm chỉ hơn. Triết lý học, em học môn võ này là thầy giảng đạo, đạo lý cuộc sống, đạo lý hàng ngày. Bên cạnh học võ thì thầy cũng dạy cả, thì thầy cũng bảo là học võ song hành với văn hóa. Triết lý võ học của thiếu lâm Huyền Long Sơn là đề cao nhu cương, âm dương hài hòa. Người học võ phải lấy việc rèn luyện thân tâm làm tôn chỉ, lấy tự vệ làm đức tín, phản đối việc cậy khỏe đấu đá, cậy mạnh hiếp yếu mà phải cứu khốn phù nguy.
Trong võ nói chung và đặc biệt võ cổ truyền nói riêng thì cái thuyết âm dương ngũ hành thì được áp dụng rất là cặn kẽ vào trong cái quá trình tập luyện. Dùng nhu để chế cương, dùng tĩnh để chế động, dùng bất biến để chế ngự vạn biến. Và cái nhu cương này nó thể hiện ngay ở trong cái hành động và suy nghĩ và trong cả nhân cách, chứ không phải chỉ vào trong động tác. Ví dụ trong cái về nhân cách, lấy nhu để thắng cương, có nghĩa là khi mình mà có võ công tương đối tốt rồi, nhưng ra ngoài xã hội không phải lúc nào mình cũng hung hăng và lúc nào cũng phải tấn công đối thủ trước, mà hãy suy xét sự việc xem lúc nào thêm nên phòng vệ và tấn công một cách chính đáng để không bị vi phạm pháp luật. Võ cổ truyền Việt Nam phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Kế thừa di sản quý báu của ông cha để lại, võ sư Nguyễn Đức Phúc đang góp phần phát huy truyền bá võ cổ truyền và tinh thần thượng võ, giúp rèn luyện thể chất tinh thần, tạo sự khỏe mạnh, đoàn kết với nhau hơn để học tập, lao động, làm việc, phục vụ nhân dân, gia đình, xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.